hôm nay chị Kim xin mang đến cho các em một bộ đồ chơi chó cứu hộ rất là dễ thương nè. Wow, trong tay chị Kim xin có tổng cộng là 8 nhân vật trong phim hình chó cứu hộ nha. Rất là xinh đó, có cả cảnh sát trưởng, rồi có cả Vinky, rất là nhiều ha. Đẹp lắm nè. Rồi giờ chị Kim xin sẽ mở ngay từng hộp này ra cho các bạn nhỏ coi nhé. Đầu tiên là mở hộp thứ nhất. Bạn nhỏ nào mà mê phim hình chó cứu hộ thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ đồ chơi này đâu ha. Rất là đẹp nè. Chên 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 chên. Đây chính là một nhân vật trong phim hình chó cứu hộ nha. Nè, đội nón xanh, lông màu nâu, mặt và chân màu vàng, có đeo huy chương huy hiệu cảnh sát nha các em. Rất là dễ thương ha các bạn nhỏ ơi. Rồi bỏ nhân vật thứ nhất của chúng ta xuống đây. Tiếp theo là một cô nàng rộng dáng trong phim hình chó cứu hộ đó các em ơi. Xinh chưa? Rất là xinh luôn. Đó, mắt thì rất là to nè. Lông thì màu cam nhạt nhá. Bóp thì kêu. Kêu thấy không? Ở đây có cái chút chít cho nên là bóp nó kêu đó. Rất là xinh, rất là dễ thương. Nè, đằng này có cái chút chít nha. Rồi, bạn nhỏ nào mà yêu thích nhân vật này trong phim chó cứu hộ thì chắc chắn không thể bỏ qua rồi ha. Mỗi một con này giá chỉ có 25.000 thôi đó các em. Rồi, tiếp theo mở hộp thứ ba. Rất là nhiều hộp ở đây, chúng ta tha hồ mà mở nha. Rất là cute, rất là dễ thương. Đó, lông màu nâu, độ đóng bảo hiểm màu cam nha. Xinh không? Các bạn nhỏ chắc là rất hay coi phim hình chó cứu hộ đúng không nào? Thì không được bỏ qua bộ sưu tập đủ các nhân vật trong phim này nhé. Bóp. Rất là xinh. Chị Kim xin sẽ mở tiếp nhân vật thứ tư. Wow, trắng như bông, mặc áo màu xanh, đội vòng cổ màu xanh. Chút chít. Tiếp theo. Wow, một chú chó đốm và đội nón lính cứu hỏa nha. Chú chó nào cũng có thể bóp chít chít được hết nha các em. Rất là xinh nha. Rồi, 25.000 một con trong phim hình chó cứu hộ thì chúng ta đã có thể sản xuất ra được một bộ phim rồi ha. Chó mập dễ thương lắm. Đội nón vàng.
nè, gương mặt rất là cute nha. Trong phim hình chó cứu hộ nhân vật nào cũng rất là dễ thương hết. Các em biết không, một thời phim hình RoboCapoli rất là gây sốt, thì nay phim hình chó cứu hộ đã được các bạn trẻ, các bạn nhỏ rất là yêu mến đó. Xinh chưa, có hai cái răng nanh ở ngay đây nữa nè. Mắt thì rất là to ha, lông màu cam vàng và trắng. Tiếp theo của chúng ta rất là lạ đúng không nào? Cái mắt thì tự nhiên có nguyên một quần màu đen này, rất là ngộ ha. Có màu trắng, tai và chân thì đều là màu xanh nhé các em. Xinh lắm nè. Chú chó nào cũng đều đeo huy hiệu của chó cứu hộ nha. Rồi, mở hộp cuối cùng. Wow, đây chính là nhân vật cuối cùng của chúng ta, và cũng là một trong những nhân vật rất là được yêu thích trong phim chó cứu hộ nha các em. Lông màu xám nè, độ nón xanh trắng nha, và cũng đeo huy hiệu là đẹp. Chân thì màu trắng, cái đuôi nè đeo vòng cổ màu nâu nè, xinh quá phải không các em ơi. Wow, rất là đẹp ha các em ơi. Vậy là chị Chim Xinh vừa mới hoàn thành xong việc giới thiệu về bộ đồ chơi chó cứu hộ rất là dễ thương của chúng ta rồi đó. Ở đây có rất là nhiều nhân vật nha, đó có đủ các nhân vật trong bộ phim hình chó cứu hộ luôn nhé. Rất là dễ thương, mỗi nhân vật đều mang một tính cách và giống y như trong phim hình nha. Các em có thể tìm mua bộ đồ chơi chó cứu hộ này tại các nhà sách siêu thị và đặc biệt là vào website đồchơitrẻem.com để tìm mua nhé. Nhớ là đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh nha. Còn bây giờ chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các em nha. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.